Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 26. Dương Đông có nằm mơ cũng không ngờ mình cản ngựa bị đâm bay, tới khi lái xe cản ngựa vẫn bị đâm bay. Anh có ngựa hãn huyết là ghê gớm lắm hả? Có điều, không thể không thừa nhận rằng khi siêu xe của Dương Đông cứng đối cứng với ngựa hãn huyết rong ruổi xa trường thì siêu xe chỉ là một đống sắt vụn đồng nát, hoàn toàn thua kém ngựa hãn huyết. Rầm. Một tiếng vang lớn nổ ra. Bốn người trong xe ngã lăn lóc. Có điều, siêu xe dù sao cũng là siêu xe, tính năng an toàn rất là đáng tin. Kể cả khi bị đâm tơi tả thì bốn người cũng không hề bị thương. Hơn nữa, có ba trong bốn người là người biết võ, thể chất khác hẳn với người thường, không bị thương là tất nhiên rồi. Chỉ có một mình Dương Thiến là đầu óc ong ong, trong nhất thời choáng váng mặt mày, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Có tai nạn sao? Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngựa và xe đâm vào nhau, xe còn bị đâm bay nữa. Đây là loại ngựa gì vậy? Lợi hại quá đi. Có vẻ là ngựa hãn huyết, có thể dùng trong cả lúc đánh giặc, đâm bay một chiếc xe là chuyện bình thường thôi. Xe chạy qua chạy lại thả chậm tốc độ, ngắm nhìn Diệp Lâm cưỡi ngựa cao cao, cảm thán liên tục. Con mẹ nó, Dương Đông đá văng cửa xe bằng một chân rồi bò ra khỏi xe, nếu hôm nay tao không đánh chết thằng đó thì tao sẽ theo họ nó. Dương Đông lớn từng tuổi này rồi, chưa từng có lần nào thua hai lần trong ai một ngày ở cùng một ngày. Nếu không báo thù thì thật sự có lỗi với tiếng xấu bá vương của anh ta. Em gái, em không sao chứ? Sau đó, Dương Đông ôm em gái Dương Thiến ra khỏi xe. Em không sao, chỉ là hơi choáng váng thôi. Dương Thiến ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Em ở đây nghỉ một lát đi. Dương Đông mặt mày lạnh lẽo, quay đầu nói với hai anh em nhà họ Chỉ, đi thôi, theo tôi làm chết thằng nhãi kia. Ngựa của tôi, người của các anh. Chỉ Tương Thiên vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi anh Dương, cứ giao cho hai anh em chúng tôi. Chỉ Tương Địa đứng một bên lẩm bẩm, sao tôi cứ cảm thấy người cưỡi ngựa. Quen quen thế. Trong khoảnh khắc đâm xe, Chỉ Tương Địa còn ở bên trong xe, quay đầu nhìn thoáng qua mặt nghiêng của Diệp Lâm, lập tức hoảng sợ, còn tưởng rằng mình thấy hình ảnh khủng khiếp trước khi chết. Bây giờ, anh ta nhìn từ xa xa, phát hiện người cưỡi ngựa đã xuống ngựa. Vì khoảng cách quá xa, cộng thêm xung quanh có nhiều người vây xem. Nên anh ta không thấy rõ người kia. Dương Đông dẫn đầu, kéo theo hai anh em nhà họ Trì, đi xuyên qua đám người. Lần này, Dương Đông hùng hùng hổ hổ, cực kỳ tự tin. Nhãi danh, lão hổ không phát huy, mày cho rằng tao là mèo bệnh hả? Hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của tao. Thấy anh ta, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, lại là anh hả? Lúc nãy tôi nể mặt ông nội của anh, tha cho anh một lần. Vậy mà bây giờ anh vẫn không biết sai. Lần này đừng trách tôi không khách sáo với anh. Dương Đông quát lên, hừ, rõ ràng là mày nghe nói thân phận của tao, biết rõ sự lợi hại của ông nội tao, sợ quá bỏ chạy, bây giờ còn dám dõng dạc. Nếu mày biết rõ không thể chọc đến tao, vì sao lúc nấy không nhảy xuống ngựa, còn đâm vào xe tao nữa? Tao thấy mày muốn chết thì có. Lúc này... Diệp Lâm cũng thấy hai anh em nhà họ Chỉ dần dần thay đổi sắc mặt ở phía sau Dương Đông. Anh cười nói, tôi còn đang thắc mắc tại sao anh dám tới gây chuyện với tôi, hóa ra là có người giúp đỡ. Ha ha, đúng vậy, Dương Đông cười càn rỡ, hai người họ không phải là người bình thường, mà là cổ võ giả. Nhãi danh, tao xem mày giỏi đánh nhau lắm mà, lần này tao mời hai vị cổ võ giả đến chơi với mày. Mọi người xung quanh vừa nghe là cổ võ giả thì đều thay đổi sắc mặt, vô thức lùi ra sau vài bước. Cháu trai của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao, tiểu bá vương Dương Đông của Yến Kinh, cộng thêm hai vị cổ võ giả, đúng là bắp chồng thêm bắp. Mọi người thật sự không tưởng tượng ra được ai lại không có mắt đi trêu chọc một sự tồn tại như thế chứ. Cho dù thanh niên cưỡi ngựa hãn huyết mạnh miệng đến cỡ nào thì lát nữa cũng phải chịu thiệt thôi. Ha ha, Diệp Lâm cười khẽ. Không biết hai vị cổ võ giả mà anh mời đến sẽ giúp anh hay là giúp tôi? Cái gì? Nghe vậy, Dương Đông sửng sốt, có chút không hiểu ý của Diệp Lâm. Con mẹ nó mày nói tào lao gì vậy? Dương Đông giận dữ đến mức bật cười, tao mời người giúp đỡ, không giúp tao mà đi giúp mày hả? Buồn cười chết mất. Tao và hai vị cổ võ giả này từng hợp tác nhiều lần với nhau. À phải rồi, mày biết cổ võ là gì không? Ha ha! Dương Đông chống nạnh, cười điên cuồng. Có điều, ngay giây tiếp theo, anh ta không cười nổi nữa. Tiểu Trì, cút lại đây cho tôi. Diệp Lâm quát to một tiếng.
Hai anh em nhà họ Chỉ đã nhận ra Diệp Lâm, sợ tới mức muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lại không dám bỏ chạy, đành phải sững sờ tại chỗ. Lúc này, nghe thấy tiếng quát của Diệp Lâm, bọn họ vừa lăn vừa bò lại chỗ Diệp Lâm. Có chuyện gì vậy Diệp đại nhân? Hai người một người khom lưng, một người quỳ rạp xuống đất, hình tượng bư ồn cười lại hèn nhát, giống như là tôi tớ gặp chủ nhân. Dương Đông thấy vậy thì ngây ngẩn cả người như là bị sét đánh. Anh ơi, sao rồi, thằng nhãi kia có quỳ xuống đất xin tha không? Cho em đá vài chân để xả giận với. Lúc này, Dương Thiến còn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chen người đi vào, muốn đá vài chân xả giận. Kết quả, sau khi thấy hai anh em nhà họ Tì, cô ta sợ ngây người. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai người kia, cũng bị thằng nhãi đó đánh thắng? Nếu không thì sao lại lộ ra vẻ mặt hèn mọn như thế? Họ dù là đối mặt với nhà họ Dương thì đám cổ võ giả kiêu ngạo cũng sẽ không khiêm tốn. Giờ này phút này, hai anh em nhà họ Chỉ không giống như là cổ võ giả, mà giống như là bọn người hầu nịnh nọt. Nghe vậy, Dương Đông run rẩy cả người, tình huống hiện giờ chắc là không ổn hơn cả trong tưởng tượng của em gái Dương Thiến. Đối phương còn chưa ra tay nữa là hai tên cổ võ giả kia quỳ rồi. Thảo nào vừa rồi thằng nhãi kia nói ra mấy lời khó hiểu như vậy. Hai tên cổ võ giả kia phản chiến thật sự. Dương Đông mở to mắt ra nhìn, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ. Anh ơi, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Dương Thiến tiếp tục hỏi. Chạy đi, bản năng muốn sống vượt qua sợ hãi, Dương Đông quay người kéo Dương Thiến bỏ chạy. Cổ võ giả mà bọn họ dựa vào đã làm phản, lúc này không chạy, chẳng lẽ là chờ bị đánh chết hay sao? Chặn bọn họ lại, Diệp Lâm ra lệnh. Hai anh em nhà họ Chỉ lập tức lướt nhanh như quỷ mị, xuất hiện trước mặt hai anh em nhà họ Dương. Thấy vậy, Dương Đông rất là sợ hãi. Lúc nãy ở trong xe, hai người vỗ ngực đảm bảo với mình, bây giờ lại đầy mặt sát khí đối với mình. Chỉ Thương Thiên, tôi đối xử không tệ với hai anh em các anh mà. Dương Đông nhấn mạnh. Hai người điên rồi hả? Dám ra tay với chúng tôi? Tuy rằng Dương Thiến không hiếu ra sao, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc cô ta nối giận quát to. Cô ta thầm nghĩ hai tên cổ võ giả này uống nhầm thuốc hay là bị tai nạn xe đâm hỏng đầu óc rồi. Vậy nên mới không phân rõ bạn bè hay là kẻ địch. Hai anh em nhà họ Chỉ không chút do dự kéo hai anh em nhà họ Dương quay lại cho Diệp Lâm xử lý. Đại ca, tôi sai rồi, cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi. Dương Đông biết không thể chơi cứng, chỉ có thể chủ động nhận thua, nể mặt ông nội tôi cho chúng tôi thêm một cơ hội, tha cho chúng tôi đi. Hừ, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, mặt mũi của ông nội anh chỉ có thể dùng một lần thôi. Lần này dù tổ tiên anh bò ra khỏi mặt đất cũng không thể nào cứu anh được. Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức ồ lên. Thầm nghĩ thằng nhãi này mạnh miệng quá đi, ngay cả mặt mũi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao cũng chỉ có thể dùng một lần. Chúng tôi không tin anh dám làm gì cháu trai cháu gái Bộ trưởng Quốc gia. Lần này tôi chịu tội. Dương Đông phát hiện tình huống không ổn, đổi cách nói khác, tôi để mặc cho. Anh xử lý, xin anh hãy thả em gái tôi, con bé là con gái, trẻ người non dạ. Tôi là tiểu bá Vương Yến Kinh, chưa từng cầu xin ai cả. Hôm nay chỉ cầu xin anh tha cho em gái tôi. Dứt lời, Dương Đông chủ động quỳ xuống cầu xin Diệp Lâm thả người. Anh ơi, Dương Thiến chảy nước mắt rào rào, nức, nở nói, anh đừng cầu xin anh ta. Em không tin anh ta dám làm gì chúng ta. Nếu anh ta thật sự dám đánh giết người trên phố thì ông nội chúng ta cũng sẽ không tha cho anh ta. Đối mặt với hai anh em một cứng một mềm, Diệp Lâm không hề thay đổi thái độ. Tiểu Trì, bọn họ định đối phó với tôi thế nào vậy? Diệp Lâm hỏi. À, Chỉ Thương Thiên ngẩn người, nhìn thoáng qua. Dương Đông, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lặp lại hết những lời nói của Dương Đông? Tuy rằng bọn họ không thể dây vào Diệp Lâm, nhưng mà bọn họ cũng không thể dây vào nhà họ Dương. Nói đúng sự thật là được, Diệp Lâm nhấn mạnh. Chỉ Thương Địa lập tức nói, chúng tôi vốn định dạy dỗ anh một trận. Diệp đại nhân, chúng tôi thật sự không biết là anh. Nếu biết là anh thì dù cho hai anh em chúng tôi thêm một lá gan, chúng tôi cũng không dám. Chỉ Tương Địa nói theo kiểu nhẹ nhàng. Chỉ Tương Thiên cũng gật đầu nói đúng vậy. Vậy được rồi, Diệp Lâm nói, hai anh cũng dạy dỗ hai người họ một trận đi. Nhớ là không được nương tay, nếu không tôi dạy dỗ luôn cả hai anh. Hai anh em nhà họ Chỉ nhận lệnh đi tới trước mặt hai anh em nhà họ Dương. Dương Thiếu, xin lỗi. Dứt lời,
Chỉ Thương Thiên tát mạnh lên mặt Dương Đông ngây ngẩn cả người. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ hai anh em nhà họ Chỉ thật sự dám đánh mình. Tên họ Chỉ kia, mày muốn chết hả, đánh mạnh. Như vậy, Dương Đông lau vết máu chảy dài bên khóe môi. Dương Thiếu, đừng trách chúng tôi đánh mạnh, dù sao cũng tốt hơn Diệp Đại Nhân tự mình ra tay. Chỉ Tương Thiên tốt bụng khuyên nhủ. Diệp Lâm chính là sát thần chỉ tay tiêu diệt hàng trăm nghìn quân địch đấy. Hai anh em nhà họ Chỉ vừa nói chuyện vừa đấm đá hai anh em nhà họ Dương. Dương Thiến ôm đầu hét to, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Hả, vậy thì đánh mặt đi. Chỉ Tương Địa không hề biết thương hoa tiếc ngọc, tát vài cái liên tiếp lên mặt Dương Thiến. Bọn mày chờ đó cho tao. Dương Đông nổi giận, nhà họ Dương bọn tao sẽ không tha cho bọn mày. Có điều, hai anh em nhà họ Chỉ đánh kiểu vừa phải chứ không phải quá mức. Dù nhìn qua có vẻ hai anh em nhà họ Dương bị đánh rất thê thảm, nhưng thực tế thì chỉ bị thương ngoài da, chủ yếu là làm cho Diệp Lâm xem thôi. Khoảng hơn 10 phút sau, mọi người xung quanh khuyên nhủ, đừng đánh nữa, người kia cưỡi ngựa đi rồi. Hai anh em nhà họ Chỉ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cưỡi ngựa xa dần của Diệp Lâm, ai nấy đều thở phào ra. Lúc này, xe cấp cứu mới tới đây, đưa hai anh em nhà họ Dương đi bệnh viện cấp cứu. Hai, thật là xui xẻo, Chỉ Tương Thiên thở dài. Bọn họ vốn định đến Yến Kinh để tránh đầu sóng ngọn gió, kết quả không chỉ có gặp lại Diệp Lâm, mà còn đảo tội nhà họ Dương nữa. Xem ra sắp tới hai anh em bọn họ phải tiếp tục lưu lạc khắp nơi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.